Lời ru của mẹ. Dạ rồi. Mình dùng anh đắp anh hùng hả? Mời đào hát trước.
đời này mà ai mà không được hạnh phúc bạc phước cắt tóc lắm luôn này. Gia đình đã cổ vũ cho hai chị em. Và bây giờ em mời anh Trường Hận xong rồi anh Minh Tuấn, anh Quốc Hương còn